Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khỏe để sống vui và như thường lệ chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ các chuyên gia y tế, các bác sĩ để trò chuyện về những chủ đề mà cộng đồng đang quan tâm. Thưa quý vị, hiện nay ung thư tuyến giáp có thể coi là một căn bệnh khá phổ biến và trong thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ung thư tuyến giáp tại các bệnh viện đang có xu hướng tăng lên. Nhưng một điều may mắn rằng đây là một căn bệnh có thể chữa khỏi được và để chúng ta được trang bị những kiến thức về căn bệnh này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Bác sĩ Ngô Xuân Quý, trưởng khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện Ca Trung ương. À, thưa bác sĩ, à, để mà hiểu rõ ung thư tuyến giáp là gì thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về khái niệm của căn bệnh này, cũng như ung thư tuyến giáp được chia ra làm mấy loại được không ạ? À, ung thư tuyến giáp thì được định nghĩa là bệnh lý ác tính của tuyến giáp khi mà tế bào tuyến giáp phát triển một cách vô hạn độ mà không theo cái sự kiểm soát của cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư tuyến giáp chia thành loại biểu mô và không biểu mô. À, trong khi đó thì ung thư tuyến giáp biểu mô thì có bốn loại chính gồm có thể nhú thể nang, thể tủy và thể không biệt hóa. Thông thường khi mà nhắc đến căn bệnh này thì mọi người sẽ nghĩ đến đối tượng đấy là phụ nữ ở độ tuổi khoảng 50, nhưng mà trong thời gian gần đây thì ung thư tuyến giáp đang có xu hướng trẻ hóa. Vậy không biết là nguyên nhân là do đâu ạ? Ngoài cái nguyên nhân gây các bệnh ung thư như là yếu tố môi trường, các chất bảo quản thực vật thì gây cái tỷ lệ tăng về ung thư nói chung và ung thư tuyến giáp nói riêng thì có cái hai yếu tố mà làm cái gia tăng cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp. Thế khi mà người dân giờ họ quan tâm đến sức khỏe, họ đi khám định kỳ thì tình cờ phát hiện ra ung thư tuyến giáp nhấn mạnh với một điều rằng là hiện tại khi bệnh nhân vào viện ca thì đa số là họ phát hiện tình cờ khi khám định kỳ nguyên nhân thứ hai đó là sự phát triển rộng rãi của siêu âm thì siêu âm là một cái phương pháp để chuẩn đoán u giáp trạng mà nó rẻ tiền rất dễ thực hiện ngay cả các tuyến cơ sở cũng có thể, thể thực hiện được. Như những gì bác sĩ nói thì có nghĩa rằng là việc bây giờ mọi người phát hiện ra ung thư tuyến giáp là do đã được phủ cập kiến thức và mọi người có sự chủ động quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Còn bản chất là căn bệnh này từ trước đến nay là vẫn nằm trong những cái nhóm đối tượng như vậy. Đúng rồi. Vậy những cái nhóm đối tượng cụ thể như thế nào? Thì là những người mà dễ dàng có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp ạ. À, thứ nhất là những người mà có tiền sử tia xạ, đặc biệt là tia xạ vùng đầu cổ thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư tuyến giáp. Đối tượng thứ hai ấy, là những người mà sống trong gia đình có bị ung thư tuyến giáp thể tủy. Thì ung thư tuyến giáp thể tủy nó chiếm rất ít, khoảng 5% trong cái số ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên là trong cái số 5% đấy chỉ có 25% là có di truyền sang con. ở đa số gặp ở những người mà có hội chứng đau tuyến nội tiết. Vậy những dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể nhận diện ung thư tuyến giáp là gì ạ? Ở trước đây ấy, thì bệnh nhân là thường hay đến ở giai đoạn muộn thì họ tự sờ thấy khối u vùng cổ hoặc là sờ thấy hạch hoặc là khối u nó chèn ép, xâm lấn gây khó thở, gây khó nuốt hoặc là bị đau do di căn xương. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì như đã trao đổi trước rồi thì hiện tại thì đa số là phát hiện trong cái khám sức khỏe định kỳ mà phát hiện ra bệnh. Bởi vì ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm ít biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Do vậy mà người dân thì nên đi khám định kỳ để phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm mà khi phát hiện sớm rồi thì quá trình điều trị nó sẽ rất tốt và hiệu quả. Nếu như phát hiện sớm thì có lẽ là tỷ lệ mình chữa khỏi sẽ cao hơn nhiều. Đúng, khi phát hiện sớm thì cái quá trình điều trị nó sẽ thuận lợi hơn và tỷ lệ chữa khỏi sẽ rất cao hơn. Hầu như các anh chị em ấy khi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp thì rất lo lắng và cũng hỏi cho bác sĩ rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên ung thư tuyến giáp là một bệnh tiên lượng rất tốt, thời gian phát triển chậm nên tỷ lệ chữa khỏi rất chữa khỏi bệnh rất cao, nên là nếu mà phát hiện sớm thì cái quá trình điều trị tốt thì mình sẽ quay lại cái sinh hoạt hàng ngày bình thường. Đấy, còn hỏi câu hỏi tiếp theo rất nhiều người quan tâm là sống được bao lâu? Theo một cái nghiên cứu họ làm rất công phu thì trên gần sáu nghìn bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú và trong vòng rất vài chục năm thì cái tỷ lệ ở trên 90% là bệnh nhân sống được trên 20 năm và cũng xin nhấn mạnh rằng là đây là trên 20 năm chứ không phải là chỉ được 20 năm và đến hiện tại có những bệnh nhân đã sống được 30 40 năm. À, tất nhiên thì cũng không có một ai mong muốn là mình sẽ gặp phải cái căn bệnh ung thư tuyến giáp cả. Nhưng mà với những cái thông tin vừa rồi bác sĩ chia sẻ thì có thể thấy rằng là những bệnh nhân mà phát hiện ra mình có nhỡ mắc phải căn bệnh này thì họ cũng không nên quá lo lắng bởi vì hoàn toàn là có khả năng chữa trị và để quay trở lại cuộc sống một cách bình thường. À, và khi mà người bệnh phát hiện ung thư tuyến giáp ở giai đoạn đầu như vậy thì họ thường sẽ được điều trị như thế nào ạ? có rất nhiều phương pháp điều trị như trong đối với ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm thì cái chỉ định phẫu, thuật là cái phương pháp điều trị chính thì phẫu thuật có thể cắt một bên hai bên hoặc có thể kèm theo nạo vét hạch mà khi đã xác định có hạch di căn và những cái chỉ định này tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh chính vì vậy mà sau phẫu thuật thì cũng có thể điều trị thêm yếu phóng xạ cũng là tùy theo cái giai đoạn bệnh và tùy theo từng bệnh nhân đối với bệnh nhân giai đoạn nặng hơn đối với những cái khối u mà đã tại tại vùng phát triển tại vùng thì cũng phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chính lúc đấy phẫu thuật sẽ phức tạp hơn có thể là cắt tắt toàn bộ kèm theo nạo vết hạch cổ cùng bên hoặc cả hai bên sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được điều trị phương pháp nói, iốt phóng xạ tùy theo cái giai đoạn bệnh và tùy theo cái đáp ứng mà cái số lượng cái liều lượng iốt và cái số lần điều trị nó, nó tùy theo cái giai đoạn và một cái yếu tố nữa đó là tùy theo cái phẫu thuật viên kinh nghiệm của phẫu thuật viên khi điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân nếu mà khi phẫu thuật viên mà có kinh nghiệm Một được sạch sẽ thì sẽ liều iốt sẽ thấp hơn và cái số lần sẽ ít hơn còn nếu mình để lại sót cái mô giáp còn lại hoặc là những mô ung thư ấy, thì cái liều iốt sẽ là cao hơn và bệnh nhân sẽ phải chịu cái ảnh hưởng nhiều hơn của iốt phóng xạ việc điều trị ung thư dân giáp ấy, còn một cái biến chứng của sau điều trị tia xạ ví dụ như có thể là sưng đau vùng cổ viêm các tuyến nước bọt hoặc là khô miệng thay đổi vị giác và cũng thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và một số ít là cái tăng nguy cơ mắc bệnh về bạch cầu đấy là những một vài cái biến chứng của sau cái quá trình điều trị uh, yếu phóng xạ. Thưa bác sĩ, việc chúng ta điều trị bằng iốt phóng xạ thì sẽ để lại những cái hậu quả như vậy. Liệu đây có phải là một phương pháp cần thiết và bắt buộc không ạ? Thứ nhất là điều trị iốt phóng xạ là một phương pháp điều trị mà nó cũng để lại rất ít những biến chứng. Uh, sau điều trị chỉ một vài biến chứng nhẹ như khô miệng hoặc là viêm tuyến nước bọt và nó là một phương pháp điều trị đã được thế giới nó nó ghi nhận rồi. Thứ hai là không phải tất cả những bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp, mắc ung thư tuyến giáp phải điều trị cái yốt phóng xạ 131. Tùy theo giai đoạn và bệnh nhân thì có thể chỉ định là điều trị phẫu thuật là đủ và uh, ung thư tuyến giáp thể nhú là một loại tiên lượng rất tốt nên là cái tỷ lệ khỏi bệnh rất cao và cái biến chứng rất nhẹ. Tại vì điều trị ung thư là điều trị đa mô thức gồm có phẫu thuật, tiên xạ và hóa chất. Như đối với ung thư tuyến giáp thì nó sẽ là phẫu thuật và dùng yốt phóng xạ 131 và điều trị nội tiết sau khi điều trị À, và tôi được biết rằng là với những bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì họ sẽ cần phải có một cái chế độ ăn đặc biệt. Và lúc này thì chế độ ăn của họ sẽ như thế nào ạ? Cần phải ăn những loại thực phẩm gì và tránh những loại thực phẩm gì ạ? À, bệnh nhân ung thư tuyến giáp chỉ áp dụng à, cái chế độ ăn đặc biệt khi mà có chỉ định điều trị iốt phóng xạ từ iốt 131 và chỉ chỉ định trước đấy khi điều trị 2 tuần. Đối với những cái thực phẩm mà phải kiêng là những thực phẩm mà chứa nhiều iốt, ví dụ như là hải sản, những chế phẩm từ sữa hoặc là những cái thực phẩm chức năng mà họ không ghi thành phần thì có thể trong đấy nó sẽ chứa hàm lượng uh, iốt ở đấy thì bệnh nhân không nên dùng. Lý do tại sao phải dùng sử dụng ít cái thức ăn mà có chứa iốt bởi vì là khi chuẩn bị điều trị phóng xạ thì người ta cố tình để cái tế bào tuyến giáp nó bị đói cái iốt đấy. Mà khi mình đưa iốt 131 vào cơ thể thì cái tế bào đói tuyến giáp họ sẽ họ, họ sẽ bắt cái cái iốt phóng xạ đấy và nó sẽ làm tăng cái hiệu quả của quá trình điều trị chính vì vậy mà họ trước trước cái hai tuần họ phải bệnh nhân ấy, phải kiêng chế độ ăn đấy và phải nhấn nhấn mạnh lại dần là không phải tất cả cái bệnh nhân đều phải kiêng kiêng ăn trước khi đúng. điều trị đúng Có không? những cái thực phẩm mà được khuyến khích thì sao ạ chế độ sinh hoạt thì bình thường như ăn nhiều rau xanh hoa quả và vẫn phải đảm bảo sức khỏe để điều trị bệnh. Vâng, có nghĩa là một cái chế độ ăn cũng không phải là quá hà khắc. Bệnh nhân vẫn có thể là ăn những cái loại thực phẩm bình thường chỉ là tránh những cái loại thực phẩm mà có nhiều iốt. Tất nhiên là với trường hợp được bác sĩ chỉ định. Đúng rồi. À. Và cũng nhấn mạnh rằng là không phải tất cả các bệnh nhân đều phải ăn kiêng. Chỉ có những bệnh nhân nào và điều trị iốt 131 thì mới ăn kiêng. Còn tất cả các bệnh nhân thì sinh hoạt như một người bình thường, tất cả chế độ ăn như một người bình thường. Thì như vậy mới có đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình điều trị Chứ nhiều bệnh nhân lại cứ nghĩ rằng là phải kiêng khem chất này chất kia Thì đôi khi lại dẫn đến tình trạng thiếu chất Trong quá trình điều trị thì cũng lại gây ảnh hưởng Khi mà ăn kiêng như vậy mà thực tế Tại bệnh viện ấy, có nhiều bệnh nhân ăn kiêng quá Và không đủ sức khỏe Và cái miễn dịch của cơ thể nó đi xuống ấy, Thì làm cho bệnh càng nặng hơn Đó là về chế độ ăn uống Vậy còn chế độ luyện tập thì sao? Liệu bệnh nhân có phải hạn chế các hoạt động nặng Hay là những hoạt động thể lực không ạ? sau khi điều trị bệnh ung thư tuyến giáp ổn định thì bệnh nhân sẽ được sử dụng cái liều hormone nó phù hợp cái này là do bác sĩ chỉ định và theo dõi dò liều và sau quá trình mà dò liều như vậy thì bệnh nhân có thể trở lại tất cả cái sinh hoạt hàng ngày như bình thường chế độ tập luyện hàng ngày ví dụ mỗi ngày khoảng 30 phút làm cái sức khỏe của mình dẻo dai hơn và làm nâng cao thể trạng tốt hơn và cái chế độ tập này cũng không phải kiêng và bệnh nhân cũng cũng nên duy trì để sức khỏe tốt hơn có lẽ là lúc đó thì bệnh nhân sẽ tùy thuộc vào thể lực của mình và cái thể trạng ở thời điểm đấy để có những cái bài tập mà phù hợp đúng rồi tức là tùy theo sức khỏe của mình mình sẽ lựa chọn cái bài tập phù hợp và cũng khuyên là cũng nên những tập và có chế độ sinh hoạt lành mạnh à, vậy những lưu ý chung sau khi điều trị ung thư tuyến giáp là gì ạ sau khi điều trị thì chúng ta phải nhớ phải dùng, dùng sử dụng hormone cho đủ liều nếu mà khi chúng ta dùng thiếu thì gây suy tuyến giáp và khi dùng hormone nhiều quá thì gây ra bệnh cường giáp cả hai cái nguyên nhân này đều ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bệnh nhân người bệnh cường dấp quá nó ảnh hưởng đến tim mạch đến mắt còn nếu suy giáp thì ảnh hưởng đến trí tuệ và rất rất nhiều bệnh kèm theo chính vì vậy và cái duy trì cái hormone nội tiết là điều cần thiết à, một điều nữa đó là ung thư tuyến giáp các bạn nên nhớ là một bệnh tiên lượng rất tốt đặc biệt ung thư giáp thể nhú Do vậy là chúng ta cũng không phải quá lo lắng về câu chuyện là khi mình mắc bị ung thư tuyến giáp vì nó thể điều trị bệnh được khỏi bệnh và chúng ta sẽ trở lại chế độ sinh hoạt như người bình thường. Vậy còn với những bệnh nhân mà họ có những cái biến chứng sau quá trình điều trị thì lúc này họ cần phải làm những cái gì để có thể hạn chế những cái biến chứng đó? Đa số bệnh nhân sẽ được các bác sĩ họ theo dõi và sẽ hướng dẫn cũng bài tập cổ riêng cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp hay là bệnh nhân có thể làm các biện pháp trị liệu và phục hồi chức năng thì có thể được cải thiện được cái những cái biến chứng của sau khi điều trị ung thư tuyến giáp. Thực sự là ngày hôm nay đã có rất là nhiều những cái thông tin để chúng ta hiểu hơn về căn bệnh này cũng như là những cái phương pháp để điều trị. Tất nhiên là cũng không ai mong muốn sẽ gặp phải tình trạng là ung thư tuyến giáp. Vậy để có thể phòng tránh căn bệnh này thì chúng ta sẽ cần phải làm gì đấy ạ? Hiện nay thì không có một phương pháp nào để phòng bệnh đặc hiệu đối với ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên thì cần duy trì những chế độ sinh hoạt lành mạnh như là ăn uống đồ vệ sinh thực phẩm hoặc là tập thể dục theo thường xuyên, uh, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, uh, duy trì uh, chế độ tập thể dục mỗi ngày khoảng 30 phút thì nói là những cái biện pháp phòng bệnh ung thư nói chung và trong đó có ung thư tuyến giáp. Duy trì một cái cuộc sống lành mạnh thì sẽ giúp cho chúng ta phòng tránh được nhiều căn bệnh và trong đó có ung thư tuyến giáp. À, thưa bác sĩ, trong mọi chương trình khỏe để sống vui thì luôn luôn có một phần để các bác sĩ trực tiếp được tương tác với quý vị khán giả. Và ngày hôm nay với chủ đề về ung thư tuyến giáp thì cũng có một vài câu hỏi được gửi về và rất mong là trong phần này thì bác sĩ có thể trực tiếp giải đáp những cái thắc mắc này cho quý vị khán giả. Khán giả có địa chỉ email hạnh nguyên 123 a gmail com gửi câu hỏi như sau. Phụ nữ đang mang bầu được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thì sẽ được điều trị như thế nào ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn đây là một câu hỏi mà tôi đã gặp rất nhiều trong quá trình thực hành lâm sản cũng phải nói thật với các bạn là khi mà phụ nữ đang mang thai mà bị ung thư tuyến giáp đây là một cái chương riêng của cái chương điều trị ung thư tuyến giáp à, với lý do là khi phụ nữ mà mang thai bị ung thư tuyến giáp thì cái, cái khi điều trị ấy, thì đích của mình sẽ là hai cái đích một là người mẹ hai là đích đến thai nhi nên là quá trình điều trị chúng tôi sẽ tư vấn tùy theo trường hợp để theo dõi sát À, và nếu mà có trị định mổ khi mà có ung thư phát triển nhanh à, Hay là có di căn hạch thì chúng tôi cũng khuyên là phẫu thuật ở 3 tháng giữa à, tức là tháng thứ tư đến tháng thứ sáu còn nếu không trường hợp thì có thể bệnh nhân đa số bệnh nhân là theo dõi cả quá trình à, sau khi sinh xong thì lúc đấy chúng ta mới điều trị à, ung thư tuyến giáp à, với cái lý do là ung thư tuyến giáp thể nhú là một bệnh tiên lượng rất tốt và thời gian tiến triển chậm chính vì vậy mà bạn cũng không phải quá lo lắng và nên đi tư vấn về bác sĩ đúng chuyên khoa về ung thư và chuyên khoa thực sản khoa. Khán giả có địa chỉ Facebook Lê Hồng Nguyên hỏi, bác sĩ cho em hỏi ung thư tuyến giáp có lây không và có bị di chuyển không? À, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. À, thứ nhất tôi xin trả lời là ung thư tuyến giáp có bị lây hay không thì ung thư tuyến giáp không phải là bệnh truyền nhiễm, chính vì vậy là không có khả năng lây lan từ người này sang người khác. À, câu hỏi thứ hai của bạn là ung thư tuyến giáp có di chuyển hay không? thì ung thư tuyến giáp di truyền ở đối tượng là ung thư tuyến giáp thể tủy à, nó chiếm khoảng 5% trong số cái ung thư tuyến giáp còn đa số là ung thư tuyến giáp thể nhú và trong cái số 5% của ung thư tuyến giáp thể tủy ấy, chỉ có 25% trong số đấy là có thể di truyền từ mẹ sang con trong những bệnh nhân mà có cái hội chứng đau tuyến nội tiết Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ và có lẽ rằng các quý vị khán giả khi mà gửi câu hỏi về họ đã đỡ đi phần nào những băn khoăn và lo lắng của mình. À, thưa quý vị và những tư vấn vừa rồi của bác sĩ cũng đã khép lại chương trình khỏe để sống vui của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất hy vọng rằng trong khoảng thời gian 30 phút của chương trình có thể cung cấp cho quý vị khán giả thật là nhiều kiến thức về ung thư tuyến giáp cũng như là những cách để chúng ta có thể phòng chống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.